Đây mời các bạn xem một quả khê tự chế. Đấy các bạn không? Chế. Đấy, đây bằng gỗ này. Đấy, đây là khe bằng động cơ bằng khoan tay này. Đấy. Mình sẽ review trực tiếp chiếc xe điện hai bố con tự chế đấy để cho các bạn xem. Đấy. Đấy các bạn, không có điều kiện nên là tự chế. Đấy, nhặt cái bánh này ở bãi rác này, các bạn nhìn ra rất là đơn giản luôn, siêu thô sơ các bạn. Mua các bạn thì mua cái này mất khoảng tầm 200k này, 200 đến 250 các bạn tùy. Chạy pin 12V này các bạn nhá. Đấy, buộc rất là đơn giản luôn. Mình trước mình đã nghĩ bằng cách là truyền bằng dây đai xuống cái bánh này các bạn ạ. Nhưng mà vấn đề là khi mà mình truyền dây đai xuống ấy thì rất là kém các bạn ạ. Đủ các thể loại dây đai kéo, toàn một là đứt, hai là toàn bị. Đấy đây các bạn ạ, mà phải mua dây xích với lại clip xích để lắp vào đây thì thực sự luôn là không có điều kiện các bạn. Đó. Đấy, xong mình nhặt được một mảnh gỗ này các bạn. Đặt luôn lên cái sống giữa này. Đó, đóng đinh lại. Đấy, cái này thì nhặt ở bãi rác. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Nhặt cái này bãi rác luôn. Sau đó về chụp luôn lên trên. Đấy các bạn không? Minion rất cực kỳ chất luôn. Đó. Đấy, rất là đơn giản đấy các bạn. Đây. Cái này là mình thấy là nghĩ là mình tháo ra để mình có thể làm chân ga được các bạn ạ. Nhưng mà vấn đề là khi bạn tháo chân ga này sẽ sau này bạn muốn dùng cái khoan này lại phải lắp vào rất là mệt. Vì thế là mình làm luôn cái dây phanh này. Mình thít vào đây, lúc nào đi đạp là cái dây nó co là tự vít cái này lại các bạn. Đây, tự vít cái này lại. Đấy, bánh xe chạy ngay. Đấy, còn trên này các bạn dùng cái gì? Dùng tay phanh của xe đạp trẻ con. Làm chân ga. Đấy. Chỗ này là một cái ống nước phi 27 à? À không phải. Phi này phi 2 chưa đầy phi 20 các bạn, phi 20. Đó, đúc vào đây, rít chặt lại. Đạp vào đây khai là đi các bạn ạ. Đấy. Thô sơ đơn giản nhưng mà cực kỳ ý nghĩa. Bây giờ mình sẽ cho con mình đi để quay cho các bạn xem nhá. Đấy các bạn ạ, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì mà gì. Khó mà phải review các bạn. Đây tay lái đây. Đấy. Như thật luôn. Ok. Bây giờ lắp cái này vào đấy đi nhá con nhá. Nào, con chào các bác đi nào. Nào, đi thôi, bạn của anh của chúng ta này thì các bạn này. Đấy, đạp ga cái là đi như thật luôn. Nào, đạp nào. Đấy. Chuyển động ngay lập tức. Chậm thôi các bạn. Các bạn. Em để rất là chậm luôn. Đấy, các bạn này cứ để nới rộng cái dây ra để đi chậm với trẻ con sợ nó đi nhanh. Đấy, như thật nào, lái ra nào. Nào, đi nhanh nào, đạp mạnh một tí thế nào. Đạp mạnh nữa lên một tí nào. Đấy, nhanh hơn một ít rồi đấy. Đấy các bạn. Làm ngay cái chỗ để chở nước con lúc nào khát nó uống. Các bạn nào thấy hay thì hãy cho em xin like video nhá. À đấy, bảo chỗ này là để đồ này, để kẹo. Đi nào. À, các bạn đây là chỗ này là khu đô thị đang xây luôn. Đấy, ông chàng đây các bạn này, đây chỗ này khu đô thị rất là đẹp này, sau này nó sẽ quy hoạch toàn bộ cái nơi này, nhà rất là đẹp luôn các bạn nhìn, các bạn nhìn xem này. Đây 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 không, thấy không? Đường này sẽ rất là đẹp luôn, sau này nó sẽ làm đường này rất là đẹp này. Đó. Đi thôi các bạn ơi. Ok, chào các bác đi con. Chào nào, chào các bạn nào. Bye bye nào. Nào, đi nào, đi thôi. Đi ra đường này nào, đi thẳng ra đường này to hơn. Thế thôi. À, quên không nói cho các bác một cái chi tiết nhỏ nữa. Đó chính là cái này. Đã đấu điện, đấu còi khác sắp rồi các bạn. Sau này đấu cho cái lắp mấy quả pin tiểu. Đây là đèn chỗ đằng trước này sáng này. Xoay đi nhấp nháy đẹp lắm. Ok. Mà không có pin đâu. À, nhưng chưa có pin. Ok, chào bác nhá.
Đây mời các bạn xem một quả xe tự chế. Đấy các bạn không? Chế. Đấy, đây bằng gỗ này. Đấy, đây là xe bằng động cơ bằng khoan tay này. Đấy. Này, tay lái là tháo từ xe nhựa bỏ này, bỏ rác này. Đấy. Đầu xe tự lắp luôn. Đấy, ghế này. Đấy. Đây là cốp để đồ này. Đấy. Chân ga này, chân ga bằng phanh xe đạp này các bạn này. Đấy. Chế. Quả chế hơi bị ngon. Đấy. Đấy. Bạn này bạn bảo là còn cả có cả chỗ để chai nước nữa. Đấy. Bạn đây được siêu chế. Nào đi chơi thôi nào. Ông Trang à? Ui, ông Trang tít trên trời luôn. Đê. Tiếp tục nào. Bạn nào thấy quả xe chế này đơn thơ mà ý nghĩa thì các bạn cho một like, một share nha các bạn nhá. Đây các bạn này, chỗ này là khu công trường đang xây dựng. Đấy, đây là khu đô thị này to này các bạn này. Đây. Bạn nào thích quả xe chế này hay cho mình một comment ở dưới các bạn nhá. Rất cực kỳ thô sơ. Đấy, bánh xe này. làm bằng ấy gỗ luôn các bạn ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không? Gỗ luôn này. Đấy, cốp để đồ như thật luôn. Con đi thẳng đi nào, con đi thẳng đi. Đi thẳng ra đằng trước này. Chào đây nào, chào các bạn nào. Đấy, chất chưa? Nào. Thôi dừng, đi vào đường xấu rồi.